Các bạn ơi, hôm nay mình ra vườn ấy, mình nhìn thấy một cây mà cái cây này mọc ra bao nhiêu là chiếc máy múc ấy các bạn ạ. Mình cùng với các bạn đi hái những chiếc máy múc đó về các bạn nhé. Mình cùng với các bạn đi hái nhờ các bạn nhờ. Bây giờ các bạn muốn mình hái cái máy múc nào đầu tiên các bạn nhờ? Nhiều máy múc đẹp quá các bạn ạ, mà không biết hái con máy múc nào. Bây giờ mình sẽ hái chiếc máy múc đỏ đầu tiên các bạn nhé. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đây là một chiếc máy múc đỏ, màu đỏ này các bạn này. Chiếc máy múc đỏ này rất là đẹp luôn này các bạn này. Đấy, chiếc máy múc này là có bánh bánh xích các bạn ạ. Chiếc bánh này thì đi ở những cái vùng đầm lầy rất là dễ luôn các bạn ạ. Đấy, wow, lại có gì đây các bạn? Lại có bác Tài đang lái máy múc này các bạn này. Chiếc máy múc này thì vẫn múc được các bạn nhé. Mình đặt xuống đây mình múc cho các bạn xem này. Đấy, mình múc này các bạn này. Đấy, rất là múc được nhiều đất luôn các bạn ạ. Đấy, múc xong lại đi đổ này các bạn này. Đấy, wow, múc được nhiều quá các bạn ạ này. Đấy, wow. Rồi, mình thả vào giỏ của mình các bạn nhá. Đấy, để mình đi hái tiếp chiếc máy múc tiếp theo các bạn ạ. Đây rồi, mình sẽ hái một chiếc máy múc mini này các bạn này. Đấy, wow, một em máy múc mini luôn các bạn ạ. Em này thì rất là đẹp luôn. Em này là một em màu vàng luôn các bạn nhá. Em này thì chiếc máy múc này thì không phải để múc đất đâu các bạn ạ, mà để còn gạt cỏ đấy các bạn. Wow, mình cầm không cẩn thận mình rơi rồi. Mình nhặt lên các bạn này. Đấy, wow, em này rất là đẹp luôn. Đấy, rồi mình lại để vào giỏ các bạn nhá. Đấy, tiếp theo mình sẽ lấy một em máy múc này các bạn này. Wow, các bạn ơi, em máy múc này thì rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây, em máy múc này là có hai chức năng luôn các bạn nhá. Cái phần này để múc này các bạn này. Đấy, vẫn múc được bình thường. Rồi, đằng trước em máy múc này ấy, thì lại có một cái ủi các bạn ạ. Đấy, ví dụ như mình muốn sử dụng cái em máy múc này thì mình gập cái này lên đây các bạn ạ. Mình gập cái này lên đây cho gọn nhá. Mình gập cái này lên đây cho gọn như thế này rồi các bạn ạ. Sau đó để mình ủi đất đi các bạn này. Đấy, bạn thấy chưa? Cái này ủi đất rất là tiện luôn, mà bằng nữa các bạn ạ. Đấy, wow. Đấy, wow, một em máy múc rất là đẹp luôn. Em máy múc này có hai chức năng luôn các bạn nhá. Đấy, mình lại cho vào giỏ tiếp này các bạn này. Wow, các bạn ơi, lại một em máy múc mini nữa này các bạn này. Đấy, em này là em màu vàng này, có cà màu xanh này các bạn này. Em máy múc này thì người ta cải tiến các bạn ạ. Em máy múc này không phải là để múc đất đâu các bạn. Em máy múc này thực chất là để gắp đấy các bạn ạ. Thí dụ như mình gặp những viên đá như thế này các bạn nhé. Đấy, muốn gắp ra khác mình bấm vào này. Đấy, xong mình đưa lên này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Sau đó mình quay ra vị trí khác, xong mình di chuyển hoặc là mình đặt đây nhá. Xong rồi mình lại nhả ra này các bạn này. Đấy, wow. Đấy, mình lại cất vào giỏ các bạn nhá. Rồi, còn mấy em nữa nhở? Còn một em này, hai em này, ba em đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy một em màu xanh ở trong này đi các bạn ạ. Em này rất là to, to luôn mà em ấy ở một vị trí rất là khó lấy luôn, đúng không các bạn? Ở rất là sâu luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy em này xuống này. Em này thì là mình cảm giác là em này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một em màu xanh này các bạn này. Đấy, em này màu xanh này, có bánh màu đen này, có thân màu trắng này các bạn này. Đấy, cái em này thì rất là to luôn các bạn ạ. Đấy, em này thì có cả bộ phận chuyển động này các bạn này. Đấy, đấy, lên này xuống nhìn rất là đẹp mà rất là dễ điều khiển luôn các bạn ạ. Ngoài ra em này thì có một cái tay cầm này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Em này thì mình muốn nó múc đất thì mình chỉ việc điều chỉnh cái em này thôi. Đây, mình múc đất cho các bạn xem nhá. Đấy, mình đưa em này xuống này, mình múc đất này. Rồi, mình múc được một chút đất rồi đúng không? Đúng không các bạn? Đấy, bắt đầu mình múc được cái đất này này. Xong mình muốn điều chỉnh em này lên, mình chỉ cần đưa cái này lên các bạn. Xong mình vít vào đây này, đấy. Xong mình quay sang vị trí bên cạnh. Đấy, xong là mình đổ ra được. Đấy, đúng không các bạn? Đấy, đổ được đất rồi đó các bạn. Đấy, rồi. Em này thì rất là đẹp luôn các bạn nhá. Mình cất em này vào giỏ này các bạn này. Wow, chưa gì đã đầy được một giỏ các bạn máy múc rồi các bạn này. Đấy, bây giờ còn hai em thì mình sẽ lấy em màu đỏ trước các bạn nhá. Em màu đỏ này là một em máy múc mini luôn các bạn ạ. Em này thì mình cảm nhận là em này rất là đẹp luôn. Đấy, mà màu sắc thì nó rất là đẹp. Đối với em này còn có cả múc và ủi nữa này các bạn này.
Đấy, cái ủi này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy. Rồi. Các bạn thấy không? Đấy. Mình lại cho em này vào đây các bạn nhá. Còn một em máy múc tiếp này các bạn này. Em máy múc này thì là một em máy múc màu màu xanh và màu vàng. Có cả màu tím luôn các bạn này. Em này thì màu sắc rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, em này thì cũng để ủi đất mới lại để múc các bạn ạ, nhìn rất là tiện luôn. Đấy, mà cái gầu múc của em này rất là to các bạn nhá. Một lần múc được rất là nhiều đất các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn mình múc này. Wow, đấy. Các bạn thấy không? Đây, mình quay ra đây các bạn nhìn thấy không? Wow, đấy các bạn thấy không? Đầy một xô, đầy một gầu đất luôn các bạn ạ. Đấy. Wow, nhiều chưa các bạn? Đấy, mình để tiếp ở đây các bạn nhá. Đấy. Trên cây hết rồi các bạn ạ. Rồi, thôi mình đi vào nhà các bạn nhá. Cảm ơn các bạn.